Với Phú xin mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Với Phú. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một mẫu sản phẩm loa Bluetooth rất là gọn nhẹ và một cái sản phẩm có thương hiệu rất là nổi tiếng, đấy là JBL của tập đoàn Harman. Đây là một sản phẩm loa Bluetooth 5.1 có mã là JBL Go 3. Sản phẩm này thì được bán tại Nhật, và tuy nhiên thì cái trên vỏ hộp của nó thì nó có rất là nhiều cái thông số của các tiếng khác, ví dụ tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật Bản, tiếng Anh. Đấy. Thì loa này thì là một cái sản phẩm chống nước IP67 cho quý vị. Thì nó cũng là chống nước sinh hoạt, rồi đi mưa có thể là vẫn ok. Đi chơi du lịch cho thứ vẫn ok. Đấy. Thì sản phẩm này rất là gọn nhẹ, nó có tương đương với kích thước một cái điện thoại một chút. Một cái iPhone 6S. À, nay thì em sẽ khui cái sản phẩm này ra để test cái chất lượng âm thanh cho quý vị cùng nghe thử. Đây là phía bên trong của sản phẩm nha quý vị nhé. Thì bao gồm một cái loa có móc treo và phía sau là cái dây sạc cuốn trong cái hướng dẫn sử dụng và cái thông số của loa ở trong này. Rất là gọn nhẹ, thiết kế đóng hộp rất là gọn gàng. Và đây là cái sản phẩm loa JBL được có một cái móc treo bằng cao su ở đây. Có thể móc vào thắt lưng đi hoặc là treo ở các cái chỗ nào mình thích. Cổng USB sạc Type C rất là tiện lợi, sạc nhanh. Con này thì được thông báo là cái thời gian sạc nhà đây là 5 giờ và cái thời gian chơi nhạc lên đến gần một ngày trời luôn. Rất là ok. Và JBL Go 3 này là một sản phẩm được đánh giá rất cao. Em sẽ bật nguồn lên và thử cái Bluetooth của sản phẩm này luôn. Mình đang chờ Bluetooth là nó đang còn rung. JBL Go 3 nó hiện ra ngay luôn, rất là nhanh. Bluetooth 5.1 rất là nhạy. Đấy thì đã kết nối Bluetooth. Nó khi nào nó còn nháy cái đèn này thì nó là chưa kết nối, và khi nó kết nối xong rồi nó không nháy nữa. Em sẽ bật một vài nhạc để chơi thử xem chất lượng của cái loa sản phẩm loa này nó như thế nào. Đây một cái sản phẩm này được của một anh khách ở bên Hà Nội. Ở bên Hà Nội có gửi cho Việt Phú mua. Đây là một anh khách đã đặt hàng của Việt Phú từ những thời gian đầu mà Việt Phú mới làm về cái hàng audio cũ. Anh đã mua một cái sản phẩm loa cũ ở trước thời điểm Phú ở trên Niigata. Tuy nhiên lần này anh ấy bảo là trước có giặt đồ phơi ở cái móc gần đấy để giặt đồ thì anh nào đi qua lấy mất, nên là anh mua sản phẩm khác. Đây thì ở trên cái loa này thì có ghi là sản xuất thì ở ở United States nha quý vị nhé, ở Mỹ nhé. Đây. Đây có model này, Bluetooth này, speaker này, có ghi bằng tiếng Nhật, tiếng Trung này, có input output và địa điểm sản xuất. Đấy, thì em sẽ thử một cái bài nhạc. いや、僕は究極の効率人間だと思ってますね。より楽しむためこにガムはで時間を有効に使わないと楽しめない。時間はいつでも作るものである。時間に追われるものではない。エスライド。Em vẫn hay nghe nhạc sống Mai Lan. Đây là một kênh cái nhạc sống rất hay. Em sẽ tăng tiếng lên. Cái này là nó sẽ không có tăng tiếng ở trên loa nha quý vị nhé. Nó sẽ mình bắt Bluetooth bằng điện thoại là cũng có luôn nhé. Đây có play này, có tăng âm giảm âm. Đấy tạm dừng này. Để tiếp là tăng âm này. Loa rất là nhỏ bằng nắm tay thôi nhưng mà cái âm thanh rất là hay quý vị ạ. Đây nó có chân để như thế này.
mình để loa ở mức tiếng nhỏ như thế này. Đây. Cái loa này thì về Việt Nam rơi vào tầm giá hơn 1 triệu một tí quý vị nhé. Và hôm nay vừa giới thiệu cho quý vị một mẫu sản phẩm loa Bluetooth của JBL. JBL Go 3 là một sản phẩm rất là nổi tiếng, đánh giá rất là cao của loa Bluetooth. Vừa gọn nhẹ, có móc treo tiện lợi và có chức năng chống nước và tiện lợi đi du lịch đi chơi. Giá về Việt Nam rơi tầm 1 triệu 100 nghìn đồng, đã bao gồm cước vận chuyển. Một sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng và có khả năng chống nước IP67, tương đương với các cái sản phẩm điện thoại iPhone, Samsung. Em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video, hẹn gặp lại trong video lần sau.